Các bộ phim ngôn tình tổng tài bá đạo là đặc sản của điện ảnh Trung Quốc. Những anh chàng tổng tài cao cao tại thượng là những nam thần phú xoái đẹp trai tai giỏi nên duyên với những cô nàng lọ lem với những tình huống hài hước thú vị. Để không bỏ lỡ những bộ phim ngôn tình mô típ tổng tài bá đạo hay nhất lê sóng trong thời gian gần đây, hãy cùng chúng mình đón xem video sau đây nhé! một Mèo cưỡi cá Kim kể về thiếu nữ quốc phong xuất thân nông thôn, võ nghệ đầy mình, tinh thông trung y, thì hoa hoa, lữ tiểu vũ đóng, xuống núi rèn luyện, đáp ứng lời hứa, 9981 việc thiện của sư phụ, vô tình hành hiệp trượng nghĩa, cứu được tổng tài bá đạo hai mặt châu chi phỉ là chính đóng. Châu chi phỉ đang sứt đầu mề chán vì tranh đấu gia tộc, dẫn đến vết thương tái phát mà thi hoa hoa lại lỡ bước vào tầm mắt của châu chi phí câu chuyện trông có vẻ là ngẫu nhiên nhưng tràn ngập duyên phận của vận mệnh mở ra từ đây hai người từ ngoại hình ăn mặc đến nội tâm từ cách nói chuyện đến diễn hoạt đến tư duy logic đều khác biệt vạn dặm cuối cùng sẽ là cô nàng tiên khí làm tan chảy núi băng vạn năm hay là tổng tài bã đạo ngang ngược thành công cải tạo thiếu nữ hoàng dã một trận pk sắp mở man hai nhật ký quenderala Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu dây dưa và đầy thăng trầm giữa người sáng lập áp hẹn hò nổi tiếng Thiên Lương và nhà thiết kế giày cao gót Ôn Nhu. Nhà sáng lập áp hẹn hò nổi tiếng Thiên Lương do Vu Mông Lung đóng và nhà thiết kế giày cao gót Ôn Nhi, Tống Nhiên Phi đóng. Trong mắt mọi người là một đôi hoàng tử công chúa, nam tài nữ mạo. Sau khi kết hôn, tạo hình người giàu có của Ôn Nhu bị lật đổ, cô bé lọ lem qua 12 giờ trở về nguyên dạng. Dù vậy, Thiền Vương vẫn không rời bỏ cô. Hai người trong cuộc hôn nhân không thể tách rời, quyết định đối xử thẳng thắn với nhau, lần nữa yêu đối phương. 3. Em là ngôi sao vĩnh hằng của anh Phim là câu chuyện tình ngọt ngào và thú vị giữa cô nàng Cổ Phong, Lâm Tiểu Địch và anh chàng đại thần IT, Lục Vũ Hằng. Lâm Tiểu Địch và Lục Vũ Hằng gặp nhau trong một tình huống vô cùng bất ngờ mà cả hai không thể ngờ đến. Tuy nhiên trong quá trình tiếp xúc, từ một cặp đôi oan gia đã dần nhận ra sức hút của đối phương và nảy sinh thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Cả hai đã ủng hộ đối phương trên con đường theo đuổi ước mơ, chữa lành tâm hồn và cùng nhau trưởng thành. 4. Xếp của tôi sao lại như vậy? Phim kể về Điền Điềm là một họa sĩ minh họa, cô luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế art toy. Khi cô ấy ứng tuyển vị trí thiết kế Atoy, cô phát hiện ra rằng Atoy của tập đoàn Thiên Sinh đã sao chép các hình minh họa trước đây của cô ấy. Sau khi điền điềm yêu cầu tập đoàn Thiên Sinh giải thích nhiều lần, đã thu hút được sự chú ý của chủ tịch tập đoàn Liễu Hy Lai. Liễu Hy Lai không chỉ mua bản quyền của những tác phẩm ăn cắp ý tưởng mà còn để điền điềm gia nhập tập đoàn Thiên Sinh với tư cách là một nhà thiết kế, đồng thời làm trợ lý đặc biệt cho chủ tịch để giúp anh giải quyết một số công việc cá nhân ban đầu điền Điềm dựa vào sự siêng năng và nhiệt tình của bản thân để chăm sóc cả hai bên nhưng với sự tăng cường công việc của trợ lý đặc biệt của liễu hy lai điền Điềm đã kiệt sức và ngày càng không thể đáp ứng được yêu cầu của liễu hy lai nảy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn sau đó tập đoàn thiên sinh rơi vào khủng hoảng liễu hy lai và điền Điềm cùng nhau bảo vệ tập đoàn thiên sinh vừa hay lại giúp tâm tư của hai người gắn chặt hơn những đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh họ cũng dần trưởng thành và đạt được thành tựu trong sự nghiệp 5. Tình yêu không tên Lập Hồi là cô gái sinh ra với chứng mù mặt nặng và quen giữ khoảng cách với người khác. Lãng Thừa Châu, một sinh viên trao đổi quốc tế tại Đại học Đức Thành, đã giúp Lập Hồi, người đang bị nghi ngờ đạo văn. Trong ngày đầu tiên trở lại trường, không ngờ anh lại bị Lập Hồi ba lần chạm mặt xoái ca mà không nhận ra. Anh không kiềm chế được mà rơi vào sự nghi ngờ bản thân sâu sắc lãng thừa châu thề sẽ khiến lộc hồi ngã khuy trước sự quyến rũ của mình nhưng sau lại bị lay động bởi sự thẳng thắn chân thành lạc quan và tốt bụng của lộc hồi tự đổ trước trong quá trình tiếp cận lộc hồi lãng thừa châu trong bị toàn lực phát động nhiều cuộc theo đuổi lộc hồi cực kỳ nhiệt liệt sau khi phát hiện ra bí mật về việc lộc hồi bị mù mặt anh trở thành bạn trai hiệp sĩ bảo vệ lộc hồi cố gắng hết sức để lộc hồi mù mặt nhớ đến anh Vô tình thế nào, anh lại trở thành một người đặc biệt trong mắt lục Hồi. Như thể đó là sự dẫn dắt bí mật của số phận. Hai người có duyên phận từ sớm đã yêu nhau và một bộ phim tình yêu trời định với bao éo le đã được lên sóng như thế. 6. Mộc Tiểu Thư Tấn Công Phim kể về cả nhà chủ tịch tập đoàn Mộc Thị đứng đầu ngành ẩm thực bất ngờ bị tai nạn tại nước ngoài. Mộc Ly, cô hai nhà họ Mộc, tiếp nhận ghép tim của chị gái, thay thế chị gái vào hóa thân thành một cô gái ưa chiều gẹo, tiếp cận anh rẻ tương lai mặc thân, người khởi xướng việc thu mua tập đoàn mục Thị để bí mật điều tra chân tướng. 7. Bất cẩn mèo phải anh Bất cẩn mèo phải anh kể về Châu Thiên, một kiện tướng thể thao đã cho ngáp phải ruồi vào công ty văn hóa làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã gặp phải kỳ thần, anh chàng tổng giám đốc mặt lạnh. Hai người xem nhau như khắc tinh nơi làm việc, luôn đối đầu gay gắt trong thực là vậy. Nhưng dưới sự mai mối của thú cưng bóng tròn, hai người đã kết bạn quy chat, trở thành hai con sen chưa từng gặp mặt nhưng trò chuyện vui vẻ cùng nhau nuôi mèo. Cứ như vậy, hai người bắt đầu hành trình vừa yêu vừa ghét, đời thực tranh cãi trên mạng thả thính. 8. Tôi có thể gặp được vị cứu tinh Diệp Thời Lam, lương khiết thủ vai, là một bác sĩ nhi khoa của một bệnh viện, bất ngờ phải kết hôn với tân trưởng khoa Lục Thiệu Tây, tăng thuấn hy thủ vai do một hiểu lầm. Tình cờ, Diệp Thời Lam lại trở thành trợ lý tạm thời của Lục Thiệu Tây, khiến cô phải cố gắng vượt qua vì cả hai không hề thích nhau. Trong quá trình giải quyết nhiều công việc khó khăn, chữa trị cho bệnh nhân, có những khoảnh khắc vui buồn cùng nhau khiến cả hai đã có nảy sinh tình cảm và yêu nhau. 9. Định luật tình yêu 80-20 Nữ luật sư Tần Thi, Dương Mịch, một lòng theo đuổi sự nghiệp, khi ứng tuyển vào công ty luật hàng đầu đã nói dối mình đã kết hôn vì công ty không trọng dụng các luật sư độc thân. Cô đã chọn chú một anh chàng trẻ tuổi trên Weibo, Photoshop ảnh của hai người để qua mặt công ty hai năm liền. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra khi anh chồng ảo của Tần Thi, Dương Hoa lại xuất hiện ở bữa tiệc của sếp cô, khiến Tần Thi phải năn nỉ Dương Hoa giữ bí mật và kết hôn giả với mình đúng lúc này dương hoa cũng vừa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không chịu đi xem mắt kết hôn vậy là hai người đã bắt tay nhau ký hợp đồng hôn nhân trong vòng nửa năm ban đầu dương hoa và tần thi kết hôn đơn thuần vì bị sức ép của gia đình và công việc nhưng lửa gần dơm lâu ngày cũng bén hai người sớm tối ở chung đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay đang lúc tưởng rằng cứ thế gạo nối thành cơm hai người yên tâm làm vợ chồng hạnh phúc thì gia đình hai bên lại phản đối mối hôn sự này bạn trai cũ của tần thi cũng đột ngột quay trở lại Liệu Dương Hoa và Tân Thi có thể vượt qua khó khăn để có được mối tình cưới trước yêu sau không? 10. Ăn chắc chàng trai đáng yêu. Phim kể về câu chuyện của cặp đôi trình mộ Châu Tuấn Vĩ thủ vai và Giang Tư Hàm Kim Tử Tuyền thủ vai. Đại sứ Bánh Ngọt Trình Mộ, tuổi trẻ tài cao, dựa vào công thức cùng đồng hành với một blogger ẩm thực, nô lệ của bàn phím sang tư hàm. Vì món trắng miệng và đứa trẻ dễ thương, hai người khởi đầu việc tính cách không hề có điểm chung nào, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người đầy bất ngờ. 11. Thời gian ấm áp cùng anh Phim xoay quanh Võ Kiều Kiều, chủ võ quán của gia đình dạy võ, Cô vừa kinh doanh võ quán do cha mẹ để lại, vừa chăm sóc đứa con của người chị đã mất tích. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng niềm vui khi nuôi dưỡng cháu trai đã xua tan mệt mỏi và vất vả. Khi mặc dù xuất thân giàu có, nhưng chưa từng nhận được sự ấm áp của gia đình. Để có được sự nhìn nhận của gia đình mình, anh vô tình dây vào võ quán của võ Kiều Kiều, từ đó mở ra câu chuyện giờ khóc giờ cười, nhưng cũng đầy ấm áp và vui vẻ. 12. Khu rừng nhỏ của hai người phim xoay quanh một blogger thời trang luôn duy trì vẻ ngoài xinh đẹp vì muốn trả lại thù xưa mà theo đuổi chàng giáo sư thực vật học lạnh lùng tuy nhiên trong quá trình bày mưu tính kế lại một lần nữa rơi vào tay giặc viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước phim do trương Minh bân và ngô thư hân đóng chính Vừa rồi là top 12 bộ phim ngôn tình tổng tài bá đạo hoa ngữ đáng xem nhất hiện nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Xì Bít để không bỏ lỡ những bộ phim hoa ngữ mới nhất nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!